thưa bên hùng liên kết cho chuỗi cục kênh đài lốc công đảm bọc hèn sừng nếu đây hèn sẽ ảnh hưởng bày tranh hòn cổng vịnh đảm bọc hèn sừng cục tiêu hài nhằm nâng cao chất lượng dư tên hai hay là chúng hòn lào ta nấy nè nâng cao hiệu quả kinh tế khai sản của ông hải bên hùng sau cục kênh theo hướng đảm bọc hèn sừng cục đánh nước cằn từng lúc nấy dư vịt tàu hớn ăn liên kết đời cụ kiền cáng trông do tây phung hồng phèn tuyên quang xây nặng lục lại ăn hó. Lao Triệu Thị Duyên bán nà quang, xây dắt đời trở lại sảnh viên học con hợp tác xã nông sản xanh Trường Giang. Vụ nấy lần lao cục lòng là mặc tù từng, lần tháp hải lâu. Đang cáng xây cục cho loại cà phạc màu, do khẩn tôm hoặc lán lào. Qua nấy đều hạt lao mới thèm công kiến vi cục sau khải sản của ông ón hơn. Gia đình tôi tham gia hợp tác xã làng cầu siêu con hợp tác xã xây đáy cấy vụ mẹ anh đây xây cục ốc sản phẩm mẹ hợp tác xã xây hải lao phân vòi để đỡ cầu siêu lành liên kết con hợp tác xã đã trở vụ là lần hợp tác xã nông sản xanh Trường Giang mấy lần làm xếp bên hùng tiêu họ cục đáy vích sự lãnh đạo hợp tác xã xây luôn đập ốc to có kinh nghiệm to sau liên kết con lai lao mối tiêu bao tiêu sản phẩm kén ao cho loại cà bọc và hiệu quả kinh tế phù hợp còn tồn tực cổng vịt trồng do tây vùng to có ăn mọc táng hoa hồn dần do thị trường hợp tác xã xeo còn cúc là chủng hàng nông sản cho loại phạc màu hồ lân hai tà kèm chuỗi giá trị lâu hút lái huy viên bên hồ sơ già tạo với cục sơn nâng là cải sản cục ọc vươn hớn cục giàu tranh thực có phần hào công với cục kinh tế xôi do tây vùng cải sản cục ọc hợp tác xã tính trong đợt lần long phải chia tỷ muôn rất bay quan ấy có phần nâng làng sự điệp bu cài thành săn hoa huy viên bên hồ sơ già sau hồn dần do tây vùng lào si cáng lân tồn tự dầu tây vùng nước nấy măn si phù hợp có cho loại cà phạc màu ao thon giá trị kinh tế khang là lần nấy sự hợp tác xã si hỏi bà thèm khải tồn tự bỏ cà phạc màu tao cổng kính vi cục nâng là khải sèn cuộc hái biết nông cục nà hợp tác xã Trường Giang sau khi được thành lập thì đã giúp cho các hộ gia đình hợp tác xã Trường Giang tổng làng lốc công sành lập nè đều hái lai lan hờn chuyển đuổi cờ bọc tuông sừng nương mặc thành nâu mặc đồ từng mặc hàng chiêu tiêu tập ốc cục đưa hải bên đường mẩy thèm sản cục ọc dầu bạc nào hồng lau tiêu bản mưng sai các cục mẩy hớn ao sản phẩm hồng tây vùng vườn cày hờn ọc nộp cộng đồng cùng nhau phát triển và đưa cái sản phẩm của địa phương ra thị trường lần lúc nấy sự hợp tác xã nông sản xanh Trường Giang xa Trung Sơn xây dắt đã cho hợp tác xã nhà nâng lang đáy vích hơn đáy vích thay đổi cách ngấm cách cục công tập ốc cục đáy công vịnh kèm hướng liên kết theo chuỗi giá trị cho chuỗi liên kết đáy cục kìn để thay đổi cách cục kìn hòn hờn dần tao huấn bản lai vùng chuyên canh còn quy mô bự thúc đẩy công vịnh đảm bọc hòn khánh tuyên quang nghìn càng mạnh hơn tình động nấy sự liên kết đáy công vịnh nông nghiệp nặng lụp lại nó thi dần vừa qua hợp tác xã nấy nẻ cục để thành công chuỗi liên kết hai mặt thành nâu từng là bê công vừa qua hợp tác xã xin lục ăn hó vì lốc công cục kênh là lan hơn mấy cục kèm hợp đồng để đáy ký kết cục lê bay ăn lên ảnh hưởng lần công với cục kênh hợp tác xã xì đang dư tá long park đồn long park hà xếp hết ta mặt thành nâu sau ai lần làm park hết ta mà hằng chiều tiêu đảm bảo mấy tên bọc mạng tạo ọc nguồn lâu nhập ón hơn hay lại thành viên háo liên kết nông nghiệp nếu mà đi nông nghiệp thực bày kèm một liên kết giảm mặn này tự mày công vịnh khai tên háo cón lồng phân nhu cầu cục kênh học bên nhân mặn sư bên đồng hầm ón thăm từng ăn hòng giỏ thêm rồi nấy hợp tác xã ngấm xì thắc tên nẻ cục vòi về liên kết là lan hồn các bọc lai mấy tranh kèm quy hoạch vùng bọc vừa cần cấp ốc quá lai tai lần ca hải thị trường mặn mấy dư đấy vừa cần ảnh hưởng luôn phù cực lưu bân trinh bày lòng xì lời người giúp lợi lưu lành lóc cục đẩy lân sát sâm ngây chuỗi liên kết an toàn con quảng lân cấu sắt vân bạc cho hợp tác xã đẩy lánh đại căn vịnh liên kết cục kênh hai nông sản hàng hài thông qua hợp đồng hám trị cục đáy lại sản phẩm hài hài nừng cò ói cò xa lại tên cặc nhu cầu liên kết mắng lang đã cáng xin lại sản phẩm mắng qua cục nừng mặc cả mặc bộng nem kháy lại ăn đời sự cho chuỗi liên kết tung cạc bên nông có doanh nghiệp càng trông xì nặng nợi việc cục kênh mang liên kết đáy khâu cục lần lốc công hai đáy khai phương hợp tác ra đầu tư kèm chuỗi cục đầy trí cao kỹ thuật cục kênh bao tiền nông sản hải bên nông năng mang lại hiện nay là cái vấn đề mà lúc nãy anh việc liên kết đang cáng gì liên kết đầy cục kênh hòng chụp tác xã nặng mày lại ăn hó ăn liên kết tung càng lại sinh viên tỏ sau tung càng hợp tác xã còn hợp tác xã hắm chi ra tệ ít với căn sứ cầu gì luôn quan tâm
tiêu họ cùng với hai hợp tác xã liên kết cụ kiện lúc công hai đấy. Do đấy, xây cảng lên hợp tác xã còn hợp tác xã tỏ sầu, liên kết tung càng hợp tác xã còn doanh nghiệp. Liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, không những ở trong tỉnh mà chúng tôi đã tập trung sẽ tổ chức hoạt động liên kết với ngoài tỉnh. Lần bài lòng xin lên người xếp há, khánh lắp tập ọc xây cục đại lân rất bạn xếp lộc liên kết cục kênh. Đại căn tự mấy này, trên xếp lộc chuỗi tập ọc lại khâu tạc cục lần lâu công hai đấy. Tiêu cục đáy ăn vịt nấy, khánh tuyên quang giữa ốc lành cục đáy lại tranh lấy đờ vịt. Cục mạnh hợp tác xa cho tổ hợp tác cục kênh hàng hai kèm chuỗi mà này, lai dạng hơn ngành vịt do bản mưng cục nà, khích lè doanh nghiệp ý so vừa, hao còn cụm liên kết, liên ngành kèm chuỗi giá trị.